Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill đây. Hiện tại chế độ của mình đang chơi đó chính là kho báu Chernobyl nha mọi người. Và cũng khá là may mắn luôn á, tại vì ngay từ đầu game ra 1.2 nha, là mình có luôn đó chính là Heimerdinger tướng 5 tiền ác liệt chưa em ơi. Quá là hên luôn á chưa. Wow. Và đó là mấy bèo vàng luôn ở round 1.4 nha. Holy shit, bú liền chứ em ơi. Bú vội bú vội. Mặc dù 6 tiền á, là một cái lượng tiền cũng khá là lớn ở tầm ra 1 chấm như thế này, nhưng mà làm sao em ơi. Đây á, là đầu tư lâu dài. Tại vì Hammer này á, nó càng nhiều mấy bà vàng nó càng sớm là càng tốt nha. Một cái máy ăn một mạng á, rớt 1 vàng. Hai cái ăn một mạng á, rớt 2 vàng. Và nó như ở tầm rau 2 chấm mọi người, có 3 cái máy bà vàng ăn một mạng, rớt là 4 vàng nha. Ác quỷ liền ấy chưa. Một cái lượng tiền cực kỳ lớn. Ok, lỗi đầu tiên là lỗi vàng á, khá là cùi roll thử nha mọi người. Thôi lấy cái lọ thứ hai nha, kho đồ hỗ trợ. Được gì đây? Rìu nhâm tinh, tụ bảo khiên băng và ngọc hả? Cái rìu và cái ngọc á, đánh giá không cao lắm nha mọi người. Còn khiên băng này nếu như mà mình lấy á, được thêm một cái trang bị tăng. Còn cái tụ bảo á, là tăng tốc đánh. Nếu mà xét và lo về dài nha mọi người, thì cái tụ bảo này nó sẽ ngon hơn tí. Tại vì nó tăng tốc đánh cho 5 tướng luôn. Họ bú luôn nha mọi người, tụ bảo đi. Hammer này là nó cần phép và cần tốc đánh nha, cho Soraka cầm nha mọi người. Đây một cái form bài phải gọi là cực kỳ đẹp luôn. Lúc đầu game như thế này không phải là quá mạnh nha mọi người, nhưng mà làm sao, tại vì có Heimerdinger sớm á, là mình sẽ chơi được một cái form bài, đó chính là Beautiful. Đấy, mình đang mua sẵn là Orianna nha, có con Heimerdinger rồi nha mọi người. Chỉ cần rao sau á, nó cho mình đó chính là con Vi, là kích được cái form bài bay Beautiful ra 1.2 ở làm rao 2.2 chưa. Ui rất hai vàng nè. Ok, quá đẹp luôn, thu một con mà còn được hai vàng nữa. Xài ngài, tuyệt vời. Có Vi không, có Vi không? Bờ ly, bờ ly ra Vi đi mà. Và đó là Vi luôn anh em ơi. Này dư, này dư. Ê, đầu game hơn nhờ. Đầu game đúng hơn luôn anh em. Có Beautiful từ sớm nè. Đồ cực kỳ đẹp luôn nè. Và có Hammer bèo vàng nữa, ác quỷ thật sự luôn á. Và còn hơn nữa là tại vì sao anh em ơi, cái trang bị đầu game mà nó cho mình đó chính là một cái trang bị quyền trượng thiên thần. Wow, nó cực kỳ hợp lý luôn. Tại vì nếu mà xét về sức mạnh đó nha, thì con Hammer này đầu game á, cầm quyền trượng nó sẽ ngon hơn cái con Hammer mà cầm cuồng đao nha. Ấy, cái ông này có phơm bà cái gì khác mình đâu anh em. Cũng là Hammer, cũng là Vi, cũng là Orianna và kích luôn, đó chính là Beautiful. Khác cái là ông không có mấy bào vàng thôi, nhưng mà không quan trọng cho lắm. Ê, anh em song sinh à? Y hệt luôn anh em ơi, không khác gì. Hammer bắn đi bạn. Ui, được 3 vàng luôn nè. Nice. Nhưng mà mình chơi Beautiful là mình thua nha. Nice, nice, nice. Thua đẹp luôn anh em, thua hai con à. Ủ súng thì nó không có trừ máu đâu. Trời ơi, trận đầu game thua đúng đẹp luôn á. Nhưng mà không có tích được số, hơi tiếc một tí. Không sao, không sao. Và anh em đừng quên nha, hiện tại cái cổng của mình đang chơi á, là cổng tàn thư Ionia. Có nghĩa là sao? Khi mà đi chợ rao 3.5 về á, nó sẽ cho mình một cái sách chọn ống mà phiên bản VIP Pro Max luôn nha mọi người. Là mình được chọn ống luôn á, đúng nghĩa luôn á nha. Mình thích cái ống nào á, là mình chọn cái ống đó. Thì chắc chắn rồi, đầu game có Hammer, ở rao 3 chấm á, có ống Beautiful. Và nếu như mọi người chưa biết á, thì tất cả tướng Beautiful có tổng cộng là 5 con. Và nếu như mọi người muốn kích được một cái form bài 6 Beautiful thì phải có đầy đủ tướng từ 1 tới tướng 5 tiền nha mọi người. Và còn phải có thêm một con nữa. Và hiện tại á, là mình đang đầy đủ tất cả yếu tố luôn nha. Rao 3 chấm con có Hammer từ sớm. Và đang có Vi với lại là Orianna luôn rồi nha mọi người. Thì từ đây tới rao 3.5 á, mình chỉ cần cố gắng lên level 6 hoặc là level 7 nha. Mình kiếm thêm con Echo với lại là con Jayce và chơi chủ thu Beautiful với mốc 6 Beautiful nha. Thì đó chắc chắn rồi, sẽ là một cái siêu phẩm nha mọi người. Nhưng mà từ rao 1.4 tới tận bây giờ thì hiện tại đã đang chưa cho mình thêm một cái máy bài vàng nào cả. Khá là buồn anh em. Đầu game mới tưởng ra được ra sớm thêm 2-3 cái nữa đi, bú luôn á chứ. Cái này mình sẽ lấy cung gỗ hoặc là gậy nha. Còn gì mình lấy cái đó thôi. Ui, còn hai cái luôn à. Thôi lấy gậy nha mọi người. Tại vì gậy lắp được khá là nhiều trang bị ngon, như là quyền trượng, cuồng đao,
Còn không thì mình lắp nỏ sét hoặc là mấy cái trang bị đam khác như là mũ các kiểu. Ok. Mình chết sơ qua trận này thì có ông có gần bà lăng nè, có ông có ông bèo vét rai. Ui có ông kia không khác gì mình luôn anh em. Ông cũng có mấy bèo vàng luôn kìa. Anh em xin đôi rồi. Ok đi chợ có quà nha. Cái tướng 4 tiền là Yevan nữa. Mà tầm này bỏ có tướng 4 tiền này và có thắng ông ta. Để chết sơ qua thử nha. Ông này có phơm bài khá là yếu. Ông này mạnh nè. Ông này mạnh nè. Chắc là bỏ vào được ha. Khi mà chơi Beautiful thì mình chỉ cần chết bài liên tục. Chết liên tục luôn. Để mình thấy là mình gặp ai. Tại vì nó sẽ cho mình là 3 đến 4 cái sự lựa chọn mà mình gặp được đó anh em. Mình sẽ dựa theo cái ông yếu nhất và cái ông mạnh nhất để mình xếp đồ và để đồ hình như thế nào nha. Đây. Mình vẫn chưa muốn lắp đồ sớm anh em ơi. Ui gặp cái ông yếu nhất ở trong cái những cái ông mà gọi là mạnh nhất luôn nha. Ông này không phải là quá mạnh tại vì ông có lõi nhỏ mà có vỏ. Ông hồi máu được sớm anh em à. Nên vẫn đang là 100 máu. Ác quỷ thiệt cơ chứ. Ui Hammer lúc đầu game hắc được tiền nhiều nhờ. Nãy giờ nó ăn chắc cũng phải gần chục tiền đó anh em. Ok phết nhờ. Nó không phải là một cái lượng tiền quá nhiều lúc đầu game nhưng mà nhìn nó vui mắt mà. Đại sư này, lên được hơn 40 vàng liền. Và nếu như mọi người có bất kỳ một yêu cầu hoặc là ý tưởng nào muốn mình làm thêm á thì anh em hãy đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha. Ở trong mấy chế độ này thì khó hơn cái á là người ta chơi tướng 5 tiền cực kỳ nhiều. Nên nếu như mọi người có được một lượng vàng sớm, có được một cái phơm bà đếp máu lúc đầu game ok thì lên level 9 level 10 sớm á, anh em sẽ roll được tướng 5 tiền ok hơn tí anh em. Ở trong chế độ này thì mọi người đừng quên sống dai thành hiện thoại. Chỉ cần mọi người đạt được trong top 4 hoặc là trong tầm top 3 top 2 thôi thì tỷ lệ lên được tướng 5 tiền 3 sao với gọi là cực kỳ cao. Tại vì để cho mọi người quá là nhiều tiền với lại là có thêm nơi cô các kiểu á, lên dễ. Gặp ai đây? Ông này là một cái phơm bài đồ tể ha. Ui có mạnh quá em vậy mà có thắng được không vậy ta? Ở nhà mình có thua được không vậy ta? Ơi đẹp nha. Ấy con nó không? Con nó không? Bắn. Ui đẹp đẹp anh em ơi. Cũng được. Ơi đầu game mà toàn thua hai hay là ba con như này là cực kỳ tuyệt vời luôn anh em. Mà còn hắt được thêm vài tiền mỗi khi mà rao thua nữa chứ. Chủ thua 5 trận mà rao 2.6 mà mình đã có hơn 50 tiền rồi. Wow. Cái ông kia. Ui đây rồi. Hai cái máy bèo vàng mọi người. Cái máy bèo vàng này á, thì khi mà nó ăn được mạng tướng á thì nó mới rất tiền nha. Còn mạng quá thì lại không có nha anh em. Nó mà quá rất tiền nó được quá bé rồi. Và khi cái con Hammer này á, nó có cái ủ súng mà cầm cái máy bèo vàng á, nó sẽ có thêm một cái nội tại cách liễu nữa. Là khi mà tên bạn xuống 12% máu á, bắn thường cái chết luôn. Ở trong cái chế độ này nha thì mình đánh giá hai cái vị tướng 5 tiền lúc đầu game đép máu rất là mạnh. Đó chính là con Bevet và con Ajok nha mọi người. Theo gần một tuần gọi là mình chơi chế độ này thì mình rút ra được kinh nghiệm là có Bevet với lại là Ajok đầu game đép máu ác quỷ lắm. Còn con Hammer này là mọi người có sớm mới làm content thôi, đã hắt tiền thôi. Ôi ông này yếu vậy. Từ nha ông này yếu á. Cái gì đây? Có độ hình như toàn một sao. Có găng bà lăng không anh em? Nhưng mà găng bà lăng thì carry sao nổi. Mình tính là nâng lên Oriana 2 sao ấy. Nhưng mà mình sợ nâng lên mình thắng luôn mới chết. Khỏi nâng anh em. Để gặp ai đây? Gặp ổng luôn nè thấy không? Cứ mua Ori đi nha. Tại vì ra sao là mình gặp mấy cái ông mạnh hơn rồi. Thu được không vậy? Đây được anh em ơi. Găng bà lăng của ổng khá là ổn. Còn nữa không? Ok cũng được 4 tiền luôn chứ gì nữa. Quá nhiều tiền luôn. Rồi để cùng xem thử cái lõi thứ hai đây. Cái lõi thứ hai nó ra cho mình một cái lõi kim cương thăng cấp nhanh. Là bú ý cái cung thần tốc. Lấy luôn. Nó cho mình một cái cung gỗ nha. Và tăng tốc đánh cho cả toàn bộ đồ hình luôn. Lắp luôn nha mọi người. Mình mới chết qua sơ cái ông cái phơm bài Beautiful kia rồi. Ổng thì cũng không phải gọi là quá mạnh. Nhưng mà nó mà xét vào tổng thể thì độ hình của ổng đang mạnh hơn mình nha.
Tại vì ông có JC cầm 2 đồ với lại là có chớ gắt 2 sao cầm 1 đồ á. Uầy. Và ông có hem 3 mấy bèo vàng rồi á, ác quỷ vậy. Ông tưởng mình hơn rồi, ổng còn hơn hơn mình nữa. Không sao em ơi, ra đi chợ 3 chấm về, cố gắng kiếm thêm một con Eco nữa là đủ nha. Tại vì hiện tại là mình đang có JC sẵn luôn ngoài. Cái Eco có ống Beautover, lại chơi chủ thua Beautover 6, móc 6 nha. Là khi mọi người thua là được gấp đôi phần thưởng á. Ghê gớm lắm mà này mồi. Cái này ăn được mạng nào không vậy? Ô được một mạng này anh em, ngon vậy. Heo mờ cầm cùng đao với lại là quyền trưởng bắn cũng ác nhờ. Mạng nó không, mạng nó không? Ui búp dép đẹp nè. Ui hay anh em. Cái pha búp dép đó là cứu được mình mạng đó. 4 tiền, à, thua như vậy tôi cũng muốn thua hoài. Ok lên vậy. Ui đây rồi. Lần đầu tiên anh em ơi, lần đầu tiên khi mà chơi Hammer mình không cần roll nhưng mà nó vẫn tự ra cho mình, đây chính là ba cái máy bài vàng nha. Uầy. Mình phải bán bất tướng á, tại vì sao? Ông này chơi Beautover mà ông chỉ đang là level 5 thôi. Mình level 6 á, bỏ 6 tướng vào mình sợ mình thắng anh em. Còn top 1 này thì top 1 ông đó đang là quá mạnh. Mình mà gặp ổng á thì chỉ có thua nguyên sàn nó chứ đánh đấm gì anh em. Ok gặp luôn nè. Ông này là 12 stack khủng long, mình là 16 tại vì lúc đầu nên là ổng thắng mình. Ủa Hemo không ăn được mạng kìa, buồn vậy. Hemo còn bắn chuẩn nhờ. Hemo mình bắn hơi hơi su cầu nè. Được mạng nó không? Ok cũng được 4 vàng rồi này. Được mạng nó không? Mà mạng, không mạng nữa, không mạng nữa. Không được rồi. Cho gắt nó cầm vút rồng trâu quá anh em. Nhưng mà thua là đẹp. Thua là đẹp. Không sao hết. Có Eco không nè. Lầm luôn nè. Không có Eco nha mọi người á. Vậy mình làm cái cuồng đao nha. Phil ra cầm cung mà. Hên xui à. Người ta cần thì người ta lấy thôi. Ấy. Bộ. Nói chung là nếu như mà không có cuồng đao á thì mình lắp quyền trưởng cũng được. Không sao hết. Tại vì mình vẫn đang còn dư nước mắt và gãy á nè. Mà nếu mà tính ra cuồng đao thì nó sẽ ngon hơn lúc giữa game. Tại vì mình đang có một cái cuồng đao sẵn rồi. Hai cái nó tích tách nhanh hơn. Còn lúc đầu game á, nếu như mọi người lắp cuồng đao á thì con Hammer này nó sẽ thiếu đam á. Đép máu khó với lại là ăn mạng khó lắm. Cho quà nào, cho quà nào. Đây rồi, đây rồi. Không có ổng Beethoven này mơ nhưng mà không sao. Cái điều quan trọng á là sách tri thức nè. Đấy, có ổng Beethoven nha. Ok roll lẹ luôn anh em ơi, kiếm Eco nào. Eco đi mà, Eco đi mà, Bli. Đây rồi, sau 4 lần roll thì phải, có Eco luôn. Ông Beethoven luôn nha mọi người. Đây, và đó là 6 Beethoven. Chủ thua với 6 Beethoven là một cái điều phải gọi là cực kỳ kinh khủng nha mọi người. Tại vì khi anh em thua á, là gấp đôi lên. Kiểu kiểu vậy. Hiện tại là mình đang có 20 stat nha. Ấy. À ok ok không sao không sao, mình vẫn thua được. Ông này Illaoi 3 với lại là Nila tướng 4 tiền 2 sao, cầm luôn cho mình là hai cái trang bị lớn đi chung với Rai. Cầm trang bị sáng mình thua chắc mà, thoải mái luôn. Ăn được mạng không? Được một mạng luôn anh em ơi, ngon. Rồi để cùng xem thử nè. Xem thử mình thua lên được bao nhiêu stat đây. Hồi nãy là 20 stat nha mọi người. Cái ông Beethoven kia hồi nãy ổng gặp mình là ổng nổ hũ rồi. Bây giờ thì ổng không chơi được cái gọi là chủ thua mà Beethoven nó bự bự nữa. Trời ơi lên 30 stat luôn anh em ơi. Đầu game như này á lên được 10 stat mỗi round là rất là lớn luôn á. Ok một cái phần quà nha. Ở trong chế độ này thì khi mọi người xuống 50 máu á, nó sẽ cho mọi người một cái phần quà bự. Tùy chọn anh em ơi, tùy chọn nó sẽ cho phần quà gì. Có chọn là được giúp thiên nhiên, có chọn là được tiền, có chọn là được Neko. Còn chọn này nó cho mình khá là nhiều trang bị nha. Và trong đó có một cái trang bị sáng nha mọi người. Và Chester White á, có một cái ông kia độ hình đang khá là yếu nên mình chưa có bỏ tướng vào. Đây đây, chính là công này luôn anh em ơi, phải thua á nha. Ông này độ hình đang rất là yếu anh em ơi. Mình mà lắp đồ là mình thắng chắc luôn á. Ê thua được không vậy, thua được không vậy? Nghi ngờ quá vậy. Ok, thua được á. Ui, thua được mà cũng hắc được tiền nè. Phê nhờ. Ui, được 12 vàng luôn anh em. Ui, đẻ. Vãi trưởng thật sự. Thua mà hắc được 12 vàng. Ngon. Dạ, vành 2 hả?
V2 hả? Mình nghĩ là mình sẽ lên luôn anh em ơi. Bây giờ nếu như mà mình thua thì mình thua rất ít. Tại vì sao, mình có được một cái firm bar nó gần như là cũng ổn ổn rồi đó. Còn nếu mà mình nổ hũ á thì cũng nổ cho nổ luôn anh em. Tại vì 50 stack khủng long mà nổ hũ ở tầm này á, nó sẽ giúp mình có được một cái lượng trang bị và lượng tiền lên level 9 thoải mái luôn. Tại vì sang đôi sau là mình level 8 rồi. Nên nếu như mà thua thì cũng được, mà thắng thì cũng ngon thôi, không sao. Chơi lớn luôn anh em. Tầm này là phải gọi là bình tĩnh lại nha, tại vì còn đang ít máu á. Ông này nhìn yếu quá ta. What the fuck. Level 8 mà. Ồ được đó, được đó. Level 8 thì có cơ may ăn được mình đó. AP2 nè, ngon nè, ngon nè. Mình chỉ sợ gặp cái ông đó thôi anh em ơi, tại vì cái ông đó đang nhìn hơi yếu một tí. Gặp ai đây? Ê, gặp cái ông này cũng yếu quá, ông này chưa xài tiền mọi người à. Ông này chưa xài tiền, đội hình như toàn tướng 4 và 5 tiền không à. 3 tiền 2 sao nữa. Ê, khi thắng rồi anh em, thắng rồi. Nổ quá rồi, nổ, nổ rồi, nổ rồi. Ôi 12 vàng luôn kìa, cũng được, cũng được, cũng được. 16 vàng. 20 vàng. Oh my god. Ê, thu được không? Xôi ui. Quá đẹp luôn anh em ơi. Ê, cái trận này đúng hơn luôn á. Hắc được 20 tiền rồi nhưng mà vẫn giữ được chuỗi thua 11 trận nha. Lỗi thứ ba tiếp tục là một lỗi vàng à. Khá là cùi. Thôi nhập một cái hình nhân đi mọi người. Được một cái trang bị support. Ôi, 70 stat rồi nha, 70 stat rồi nha. Từ 50 stat lên 70 stat luôn anh em. Mà mình nhớ không nhầm thì hình như là Riot sửa lại cái cơ chế Beethoven rồi nha. Cái stat mà cao nhất của Beethoven này á, đó chính là 80 stat hay sao anh em. 80 stat là cao nhất rồi. Nếu như mọi người có thu hơn nữa thì vẫn không tích được hơn 80 stat nha. Tại vì hồi nãy là 50 mà thua chọn lên 70, đó là chủ thua 10 hay là chủ thua 11 vậy đó. Còn cái này thì mình nổ chắc là lộn, thua thêm chọn chắc là lên được 80 là cùng à, thiệt. Tại vì mình nghe nói là fix lại cơ chế rồi, hồi trước là tích được hơn 100 stat rồi. Là mọi người thua nhiều là tích được nhiều stat, nhưng mà khi mà nổ hũ á nữa, nó ghê gớm quá đi. Ê, gặp cái ông này mạnh quá, nguyên sàn anh em ơi. Mình muốn thua thêm 2 trận đó, nhưng mà gặp cái ông này thì đổi cái hạch rồi. Phải đổi cái hạch anh em ơi. Đây, còn 16 máu à. Nổ hũ nha, nổ hũ nha. Tại vì nếu như mà trận này mình thua ít, mình còn hơn 20 máu đúng không, mình sẽ thua thêm 1 trận nữa. Nhưng mà thua đậm quá anh em. Đây, lên được 80 stat là mắc rồi nè, mắc rồi. Ok, ok, lên level 9 nổ hũ nào. Rôn, 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 rôn. Lê, 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 lê. 5 vàng nè. Có Nizot nè. Sen nè. Hammer nè. Aichot nè. Hammer 2 luôn. Ui, được nha, được nha, được nha. Neko JC 2 luôn nha mọi người. Rồi, ok, ok. Cái điều mà mình lên level 9 á, là mình đã hơn người ta ít nhất là từ 1 đến 2 level rồi. Lắp đồ hết luôn nha mọi người ơi. Cái quan trọng là HM2 nè, cầm 3 trang bị này nó bắn rồi thôi. Ui tiền. Được không ta, thắng được không ta? Ê, thu được không? Khó thua á. Khó thua. Ui tiền không, và đó là nổ hũ nha. Hũ khủng long 80 stat nha mọi người. Bán tướng 4 tiền đi, lên 30 tiền lại. Tầm này nổ hũ xong thì mình nói thiệt với mọi người luôn là tiền nè, trang bị lớn nè, rồi Neko chắc là ngập nhà. Ngập nhà anh em ơi. Ok, bú rò nha. Anh em đi chợ nhanh nào, tôi về tôi nổ cái hũ cái. Ơ mà cái trận này HM nó hắc được đúng nhiều tiền luôn á, tại vì đã từng có rất là nhiều trận khác. Mình lên được HM ba cái mấy bàn vàng sớm nhưng mà xui lắm anh em, nó không hắc được tiền. Mà công nhận cái chế độ này ở cuối mùa chơi vui thật. Nó chơi nó gọi là giải tỏa chết anh em. Ở đầu mùa thì mọi người cài răng nó hơi hạt, cuối mùa như này chơi mấy cái này đã. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, what the fuck. What the. What the, ui. Ui. What the. Cái hũ kia anh em. Nổ một phát gần 100 tiền luôn. Nổ một phát gần 100 tiền. Và nó cho mình cái gì đây. Từ từ đã, roll, 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 roll. Suko 2 này anh em ơi, từ từ cứ lên được con gì thì lên nha.
Ira nhiều vậy? Lấy đại cái gương lừa gạt đi anh em. Nhiều trang bị quá, lắp mới lụm được, lắp mới lụm được. Ủa nó hủ kìa. Mọi người nhìn đi. Ba cái tách đồ, hai cái trang bị sáng, một đống tiền và cái quan trọng nhất á là hai cái giáp thiên nhiên. What the hell? Và được thêm một cái con khủng long 80 stat 4 sao nữa. Và còn hơn nữa nha, đó chính là ba trang bị thần thoại con. Và mọi người đừng quên, một cái trang bị sáng á là tương đương với một cái lõi kim cương. Mình được hai cái, một cái giáp thiên nhiên á tương đương với một lõi kim cương và mình cũng có hai cái. Và một cái trang bị thần thoại con đó nha là tương đương với một cái lõi vàng nha mọi người. Mình được tận là ba cái, gần 100 tiền nữa. Cơ hội để chất lượng anh em. Lộng cái là muốn tấp 1 luôn đó. Lộng cái muốn tấp 1 luôn anh em ơi. Level 9 mà còn hơn 50 tiền với một cái firm bài gần như là full 5 tiền 2 sao. Và mình vẫn đang chơi cái firm bài là 6 bitover nha mọi người. Sau mỗi trận á, nó sẽ cho mình thêm một cái phần quà nữa, thường là tiền thôi. Còn nếu như mọi người may mắn được thêm một cái mảnh trang bị. Ok, roll trước tướng 5 tiền nha mọi người. Chứ đợi người ta lên level 8, level 9 xong á, người ta roll hết tướng mọi người. Mình phải cao tay mình roll trước một tí. Tại vì mình đang giàu mà mình có nhiều tiền mà. Mang tướng 4 tiền chắc bán đi nè. Tầm này sao mà thu nổ nó thiệt với anh em luôn. Hẹn mời 6 con luôn rồi này. Tầm này khó thu lắm anh em ơi. Này ông này đồng môn nhưng mà con khủng long cổng hơi nhỏ. Khủng long này khủng long con à, khủng long mình là khủng long mẹ ở đây mà. Ấy không ăn được á. Ui ý mình không ăn được á là con hammer này nó ăn được có mạng à, không ăn được nhiều tiền á anh em. Nhưng mà chỉ cần hammer dinger 3 sao sớm nha thì hắc tiền đã lắm luôn á. Hammer của mình đang có 6 con rồi nha mọi người. Mà mình tiễn ông này đi luôn rồi, cái ông này đang là cái ông duy nhất mà chơi hammer luôn á. Ok. Đó, cái này là tướng nè. Chắc là phải từ nha. Chắc là phải bán bớt con Suko đi anh em. Tầm này 4 tiền gì nữa. Lậm thôi lậm thôi. Đấy, một đống tiền nữa. Nice. Rồi cái tướng 5 tiền một quốc thôi gì đâu mà. Ok, để kiểm kê lại nha mọi người. Rai của mình á đang là 5 con rồi. What the hell nhanh vậy. Hammer là 6 con. Còn mấy con kia thì toàn là 1-2 con thôi. Mấy con tướng 5 vàng khác mới có 1-2 con anh em. Chưa nhiều cho lắm. Ai chót nè. Bây giờ từ ai chót hiện tại của mình chưa có nhiều lắm anh em ơi, thôi bỏ nha. Tại vì bây giờ bán con này cũng vậy à. Ai chót mới có một con rồi, nuôi làm gì từ nuôi. Saiyan 2 sao nè. Dây lộn Echo 2 sao nè. Tại vì con Echo mình chơi lâu dài anh em ơi. Echo này mình vẫn còn chơi á. Giữ lại 6 bitover nha. Nó sẽ cho mình một cái lượng tiền ok. Thôi hôm nay level 7 nhưng mà mình tới tận là 12 tướng. Nếu mà tính thêm cái cọc, tính thêm cái cọc á và tính thêm cái con khủng long nữa là 14 tướng. Trời nó đông. Tại vì mình level 9 á có thêm 2 slot tướng nữa là 11 tướng đúng không? Xong rồi găng bài lăng của mình á cầm cái gương lừa gạt là 12 tướng, cái cọc với lại là con khủng long 80 số là 14 tướng nha mọi người. Má nát quỷ. Nó đông vải trưởng ra luôn á. Cái này mọi người đừng quên đó, Rai này á là Rai Ionia. Nó chịu hồi tướng vào nữa. Nó còn đông nữa. Ê Rai sắp 3 luôn nè. Ê Hammer sắp 3. Ưu Hammer 8 con. Từ nhỏ nhiều tướng 5 tiền quá vậy. Biết nuôi con nào. Bán găng mà lăn đi anh em ơi. Mua Ari đi. Tại vì Ari đang có 4-5 con rồi. Mình muốn lên được Hammer 3 sao sớm anh em ơi. Nhưng mà rồi nó không ra con cuối cùng. Hammer 3 sao sớm là hắc tiền ác liệt lắm. Một trận vài chục vàng. Đây. Hóa là Ra này là Ra chịu hồi cây anh em ơi. Không phải là Ra chịu hồi tướng. Sorry mọi người nhiều nha. Ra này là Ra chịu hồi cây mọi người ơi. Nếu mà Ra chịu hồi tướng nữa thì nó hơi có im ba quá. Nó hơi mạnh quá. Nên là 80 ai chót bủ được không? Vãi đái, ai chót một thắng luôn con cái 63 sao cầm hai trang bị lớn, vô lý thật. Một đống tiền nè, một đống tiền nè.
Hammer bay đi bạn. Có ai chơi Hammer không? Không có ai chơi Hammer hết anh em ơi. Đó. Đó. Ok, không ai chơi hết. Ron 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 ron. Tưởng người chơi thì mình đây rồi. Và đó là Hammer bay round 5.3 nha. Nãy sư, nãy sư, nãy sư. Đây 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 đây. Cái chích lõ của mình là khi mà lo được Hammer bay á thì anh em cứ để cái ụ súng này ở phía trên nha. Đấy, cứ để cái ụ súng này ở phía trên và xếp một cái góc gọi là thật là đẹp vào để cho nó bắn một cái đường thôi anh em ơi. Tại vì nó xàm một cái lần kỹ năng thôi là tên bạn đi rồi. Xàm một cái lần kỹ năng thôi là tên bạn đủ đi rồi. Như này. Ồ, xương xương là như vậy thôi. Mà xu cái con hình nhân của mình nó cầm cái gậy lóc đó anh em. Nó lóc lên thằng á, bắn cái thằng nó không chết nó mới cay chứ. Là mất 4 tiền luôn á. Tự nhiên mới vào lóc nó lên anh em ơi. Hay mà bắn nó không chết được. Cay thật. Mà sao một trận hát được mấy chục tiền. Lãi trưởng. Yêu ra nè. Chắc lụm ra luôn ha. Tại vì đi chợ rau 5 chấm về nó sẽ cho mọi người thêm một đống tiền nữa. Và cái quan trọng nhất á là đi chợ rau 5 chấm về nó sẽ chắc chắn cho luôn em là một cái neo cô cỡ lớn nha. Thích thì lên được Rai 3 luôn anh em. Nhưng mà Rai này không phải là Rai Surima. Mình cũng không có ưu tiên lắm. Nếu mà Rai Surima lên sớm là cực kỳ lợi. Còn Rai này thì bình thường thôi. Lên thì lên, không lên thôi. Ok, một chút quà nữa. Một cái neo cô nè, một đống tiền nè. Trang bị của mình thì nó quá nhiều rồi. Ok. Ông này ông này Kassante, găng bà lăng với lại ai chót hả? Saiyan hình như là chưa có ai chơi đúng không? Ok, Saiyan sắp 3 này nha. Ai chót à? Khó này mà tại vì mấy con này á thì ổng đang chơi găng bà lăng nè, Kassante, ai chót với lại là Bevet. Mà tướng 5 tiền á, chỉ cần có người chơi chung thôi nha là sẽ không lên được 3 sao nha mọi người. Trừ khi anh em có quá là nhiều Neko luôn. Ủa tiền kìa. Từ 20 tiền và đó là 41 tiền. Một round được tới tận là hơn 20 tiền mọi người. Phải đói. Mình phải đợi mấy ông này đi á, thì mình có tướng mình roll. Ok, Sơn 3 sao. Bỏ ra anh em ơi. Bỏ ra để cho tướng Hammer nó hắt tiền. Ok, hôm nay là bèo vét, ai chót. Còn con găng bà lăng hiện tại là các ông kia chơi á, Rai 3 này ngon. Còn con Ari á thì cũng đang không có ai chơi nha mọi người á. Mình sẽ nuôi nốt con Ari luôn. Ai chót, bèo vét với lại là Kassante, chọn này là bỏ rồi. Tại vì mấy này mới chơi rồi, không lên được. Trời, what the fuck. What the f... Mình hắc tiền cũng nhìn đẻ thật sự luôn á. Ê, Ari, Bevet hả? Bevet không cần, Bevet không cần. Ari sắp 3 này anh em. Kassante quá trời luôn nè. Nice. Ari, ui. Ari 7 con hay sao á. Tại vì cái ông mà mình vừa mới đấm đi ở đây mới là ông giữ rất là nhiều Kassante. Nên mình roll trước luôn. Hồi nãy quên bỏ 6 Beethoven vào. Con Sơn này nó đang cầm ấn Beethoven mình quên mất. Cái ông mà mình vừa đấm đi nha là ổng đang giữ rất là nhiều Kassante các kiểu anh em với lại là Ari á. Nên mình đấm ổng được cái là mình roll luôn. Mình roll luôn ở trong trận nha. Tại vì sang rau sâu á là người ta đã bắt đầu có tướng ra lại rồi á. Người ta bắt trước cũng mệt. Ok, Kassante tiếp nè. Bevet thôi, Bevet thì bỏ rồi. Ari 3, nãy số. Găng bà lăng của mình đang 8 con rồi nha. Kassante là 6 con nè. Ông top 2 cũng đang lấy Kassante mọi người ơi. Đợi ông đi thôi. Ông này là Bevet với lại là Aichot nè. Aichot với Bevet trận này là phải bỏ nè. Ông này đang giữ Kassante nè. Đợi ông đi nha. Đợi ông đi là có Kassante roll là 3 à. Mình vẫn đang còn một cái Neko nha mọi người. Ui, ông là 8 Baron nè. Họ lộn 80 không mà có Baron. Baron thì hữu súng bắn lần không chết nổi anh em ơi. Hữu súng bắn lần còn đóng máu.
cái Ronop nào. Nếu mà hơn thì ra được cái găng bà lăng. Tôi biết ngay mà đó là găng bà lăng 3 sao nha. Bỏ vô luôn anh em ơi. Bỏ vô gấp anh em ơi. Ông kia phải chat gọi là what the fuck. Chơi đéo gì nữa. Đây chắc là mình phải nhắn tin mình xin bạn đừng có đầu hàng quá anh em. Đừng đầu hàng nha. Tôi đang làm thử thách với bạn. Đây, để tí tôi đầu hàng cho. Ok. Mình phải nhắn trước ở đây mới. Tại vì mấy cái khúc này người ta thường đầu hàng nhiều lắm. Ok bạn, cảm ơn bạn. Bạn đẹp trai nhất luôn đấy chứ. Thank you bạn nha. Và đó là Casantel Bay luôn anh em. Rồi. Ông này là đang chơi Bevet với lại là ai chót rồi nha mọi người. Nên chịu rồi. Ron vui rồi chứ thật sự là không có lên được. Tại vì ông đang giữ ba con ai chót. Alo, ba con ba ai chót, 5 con Bevet. Thì Ron cỡ nào cũng không lên được. Bán bớt nha. Mình lên được 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 con tướng 5 tiền 3 star nha mọi người. Siêu phẩm vào cuối mùa chưa. Nó có hổ Beautiful 80 stack xong mà có hem từ sớm các kiểu. Và đó là siêu phẩm luôn anh em ơi. Đầu hàng nha. Ok, vậy xin chào tất cả mọi người. Bye bye. Chào tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách thức mọi người có thể mua hàng ở trên website biocgstore.com của mình. Link của mình đều có để dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận rồi nha mọi người. Nhưng mà trước khi mà vào cái phần hướng dẫn thì mình cũng đang muốn giới thiệu tới với mọi người một cái event đang diễn ra ở bên cửa hàng của mình. Đó chính là khi mọi người mua bất kỳ một cái đơn hàng nào trị giá trên 600.000 đồng nha, được tặng kèm thêm một cái vật phẩm trang trí đeo bàn nè, để tủ nè, hoặc là để kệ nha. Đấy, miễn phí luôn nha em ơi, một cái vật phẩm độc quyền ở bên đó cho chân lý luôn. Đây, kích thước, chất liệu hoặc là công dụng mọi người có thể tham khảo thêm ở đây. Và số lượng có hạn nên mọi người hãy nhanh tay lên nào. Và cũng có rất là nhiều anh em hỏi mình là ở trong mùa thu mùa đông này mình có bán thêm áo hoodie, áo sweater hoặc là áo khoác hay không. Thì đây, mình về thêm một đống hàng mới luôn đây mọi người. Anh em cứ vào mà lựa chọn. Giả bộ mình thấy cái này uầy đẹp quá đi thì mình bấm vào đúng không, mình bấm chọn size nè, mình bấm chọn sản phẩm hoặc là số lượng nè. Đấy, anh em bấm thêm vào giỏ hàng nha. Và sau khi thêm vào giỏ hàng thành công rồi nếu như mọi người muốn mua tiếp thì anh em cứ lướt và anh em cứ thêm vào tiếp thôi. Còn không thì anh em cứ bấm vào giỏ hàng nè, anh em bấm tiến hành thanh toán nè. Và ở đây nó sẽ hiện ra những cái thông tin như là họ và tên các kiểu hoặc là địa chỉ giao hàng. Mọi người cứ điền đầy đủ cho mình là được rồi ha. Ở đây là thông tin ghi chú nha mọi người. Anh em muốn giao ở thời gian nào, giao ở đâu hoặc là hướng dẫn giao hàng chi tiết thì anh em cứ bấm ở dưới đây nha. Còn ở trên này nè, nó sẽ là một cái phần quà được tặng kèm theo mỗi khi mọi người mua bất kỳ một cái đơn hàng nào ở bên cửa hàng BNU Store của mình. Anh em cứ nhấp vào đây nha. Nó sẽ có rất là nhiều cái mẫu móc khó luôn, như là Timo Tí Nị nè, Giêsu Chiến Binh Rồng hàng hiệu nè, rồi móc khó Irelia Thánh Kiếm Tí Nị nè, vừa mới cập nhật luôn nha mọi người. Và cùng hàng loạt những cái mẫu bốc khóa mới. Đấy, đẹp chưa. Và ở đây nó sẽ có hai hình thức thanh toán nha mọi người. Một là chuyển khoản ngân hàng, còn hai là thanh toán khi nhận hàng nha. Và sau khi mọi người đã đọc hết rồi và đồng ý, anh em cứ bấm vào tích vào ô này nếu bạn đồng ý và bấm đặt hàng thôi. Thế là xong rồi nha. Còn nếu như mọi người muốn tư vấn thêm về size hoặc là mọi người muốn tư vấn thêm về bất kỳ một cái điều gì anh em cứ bấm vào cái dấu chat ở phía dưới này nè. Đấy, sẽ có nhân viên của mình trực 24/7 luôn để mà trả lời tất cả mọi thắc mắc của mọi người nhé.